Chú ơi, chú. Chú ơi, chú làm ơn cho con quá vàng về với chú. Con đi học về trễ mà ba con chất xỉn không có đón con. Chú ơi, chú làm ơn cho con quá vàng với chú. Quá vàng không? Dạ, dạ. Quá vàng rồi lên xe đi. Dạ. Gặp chú con mừng quá. Ngày nào con đi học về đây ba con cũng đón đó, mà hôm nay chắc là ba không đón rồi. Con gặp chú con mừng quá. Sợ quá chú ơi. Thôi, con... ngang qua nghĩa địa này con sợ lắm luôn á. Có gì đâu mà sợ. Thôi, con sợ chứ. Rồi, ôm được chú con chắc ăn quá. Thôi, con thấy con ấm áp quá, giống như là ba con á. Yên tâm rồi, con yên tâm rồi. Nghe không? Dạ. Hồi đó lúc tôi còn sống á. Dạ. Tôi đi ngang qua nghĩa địa này nè, tôi cũng sợ lắm. Đúng rồi, còn sống mà, lúc chú còn sống mà chú phải... chú ơi, thương nhát con. Sao vậy? Hồi nãy ôm hôn thấm thiết lắm mà. Không có gian hả? Không. Không có gian thì tôi đi trước à. Đi một mình buồn quá à. Ba ơi, sao ba không đón con? Đi không? Hồi nãy con thấy chú ở đường này. Sao giờ chú đứng đây vậy? Tôi muốn đi đâu cũng được hết ta. Không đi có gian ha? Không đi đâu. Không đi có gian tôi đi à. Trời ơi, không đi đâu rồi à. Trả xe lại tôi đi. Chú ơi, con đâu dám lấy của chú. Ủa sao không có cái mặt? Mặt nè. Chú ơi. Đi nghe. Sao lúc qua lúc đâu vậy? Ơi, bay ba. Muốn đi qua vàng không? Cha không con đi đâu chú. Đi đi. Không con đi đâu. Tao đi một mình buồn lắm. Con lại chú, con không có đi đâu. Chú đi mình đi, con có buồn. Mày điên hả? Con đi đâu? Đi đây, leo lên. Con đi đâu? Tôi chở về cho. Chở nhà con nha ba. Ngủ đi. Khi nào tới tôi kêu dậy. Thank you.
tội mày chứ ma. Nãy giờ xe chết máy tao đẩy mình mà chết mẹ mà kêu tao ma. Quá. Lên ngoài nghe cũng thấy ghê luôn. Đã xéo á. Được rồi. Mở dây. Trời ơi. Dây. Làm đi. Rụng mày nhát quá. Có gì đâu mà ru. Chỉ cần mở ra là có tiền rồi, hiểu không? Coi tao đập cái nắp hôm nè. Trời ơi. Cái gì vậy ông hối? Nó bị bệnh gì chết dạ? Mày đi vô đây. Mày đào mộ hay là mày đi khám nghiệm tử thi? Tao thấy sợ quá. Sợ gì? Mệt quá đi. Sợ thì em lặn giùm tao cái. Kiếm tiền la lối hoài. Cái gì vậy? Mày làm lớn quá người ta nghe hay sao? Đúng rồi hả? Để tao này. Ra không? Trời ơi, kiếm cái gì phụ tao coi. Cái gì vậy? Cái lá được không? Cái lá sao này nói. Tao sợ quá, tao có làm gì. Mày quá, bây giờ mày sợ nhắm mắt lại đi phụ tao này. Nhắm mắt sao lại? Trời ơi, tao khổ quá. Thôi giờ tao đứng im đi hả? Đứng im tao đi. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì vậy? Cái này không được rồi. Bây giờ nói nghe nè. Gì? Mày đứng đây mày canh cái hòm. Tao chạy ra ngoài xe tao lấy cây xà beng. Lại cho nó dễ. Tao canh cái hòm cho. Đúng rồi. Tao đi vậy. Cái gì vậy? Mày khùng à? Đứng đi. Tao sợ ma bắt tao đứng canh cái hòm. Trời ơi, tao mệt mày quá. Bây giờ mày muốn lấy tiền không? Muốn lấy tiền thì ngồi đây canh đi. Tao chạy ra chiếc xe có mấy mét, tao lấy cái búa vô tao này. Mày hứa với tao là mày đi nè em nha. Vô liền, ngồi đây canh rồi mới có tiền, hiểu chưa ba? Khổ quá. Trời ơi, không có làm gì hết đâu trời ơi. Cái gì vậy? Tao nghe tiếng cọp ở trong á. Mày nói gì? Tao nghe tiếng cọp ở trong á. Ê! Hả? Cái gì vậy? Tao mày nhậu nhiều quá. Cho nên bây giờ mày sợ quá, mày quán gà mày tưởng tượng thôi. Làm gì có chuyện đó. Phải không? Ừ. Không có gì đâu. Nãy ra là có tiền rồi. Ngủ lắm ha. Ra chưa vậy? Trời ơi, đáng này. Nhẹ đi. Trời ơi, tao không muốn ở đây nữa. Khổ mày quá. Xong chưa? Gần ra rồi. Cái gì vậy? Nhát tao nè, tao với ai? Nhát chết rồi. Sao mày hù tao? Hù ra mày khỏi sợ nữa. Xong rồi nè. Lẹ đi. Được rồi. Thành công rồi.
Sống chưa? Cô Giang rồi. Có tiền à? Cô Giang rồi. Chỉ cần mở ra là giàu to rồi. Sống chưa sao? Sao tao nghe lạnh quá vậy? Cái gì Sơn? Má! Là con là y được 9 phương trời để 10 phương pháp làm ra cho con làm ăn cho đàng hoàng, là con không có làm gì nơi đây trường trôi anh cha phù. Gì vậy? Gì vậy bình ơi? Bà làm gì, bà làm ai vui vẻ, bà làm gì vậy? Không phải, tại cái đèn nó bị mát lâu lâu tự nhiên nó sáng vậy đó. Lại sẵn hơi rộ với mặt tôi luôn, nhiều khi tôi sợ ông nhìn ra tôi. Trời để coi cái đèn mát này mẹ mát mẹ. Trời ơi trời, tự nhiên cái giữa đêm kêu quan gián tự nhiên cầm đèn thọc người cho mặt chi vậy, cho sáng giả lên vậy. Trời đất ơi, vừa phải. À! Gì vậy? Trời ơi, sao sáng tóc bình thường mà nhiên sao tối tóc bối rối dữ vậy bà? Trời cái này không biết gì trơn, nữa không có biết gì trơn. Trời sáng mình là người thường hiểu không, mình là người phàm mắt trần, còn bây giờ á buổi tối á là mấy đấng á, mới đứng ở xung quanh á, mới đứng nhập vô trong con người của mình á. Bây giờ mình không phải là người bình thường nữa, mà mình là cái giống gì ở trên đời này đó. Vậy hả? Ờ, bây giờ được phải kêu mình bằng mẹ đàng hoàng hay chưa? Vậy hả? Kêu bằng mẹ đi cứ. Gái mẹ. Ủa dạ, mày chết mẹ, bây giờ mày nghĩ sao tao kêu tao gái mẹ con quỷ? Ủa sao vậy? Trời ơi, cái mặt tao nhìn mày kêu gái mẹ, mày nghĩ sao vậy? Chứ kêu là sao? Kêu bằng mẹ, mình đi cầu mình phải thành tâm mày cho mới cho mày số được chứ, mày kêu gái mẹ. Trời nói dịch nó không trời. Nghĩ sao trời, sáng sớm nó kêu mình dì sáo ngon lành, nhiên tối vô đây mấy cái dông này dập nó, tự nhiên giờ nó kêu tôi phải kêu nó bằng mẹ lận. Bà, gì vậy? Cái này nó có đồ đàn hồ tô tán, cái mặt mày dính liền, mày tin vậy không? Hả? Dính vô cái này là mày tin không? Tin. Mày nghĩ sao vậy? Trời ơi, mày đi cầu cái tâm mày phải thành khẩn thì người ta mới cho mày chứ. Ủa vậy hả? Sáng á, bây giờ mày kêu tao bằng cái gì cũng được trơn trời. Ví dụ nữ có thể kêu mình bằng cháu, có thể kêu bằng con, hoặc có thể kêu bằng thằng cũng được, nhưng mà tối thì phải kêu bằng mẹ. Mẹ là mẹ trong tim, nhớ nha, mẹ. Kêu coi, 2, 3, mẹ. Mẹ. Trời ơi, con quỷ. Hả? Sao cái mẹ nó có hộp dữ vậy? Vậy mày kêu sao cho trong trẻo chứ ngọt ngào, coi 2, 3, mẹ. Mẹ. Mày nín kêu luôn đi, con quỷ, mày nín kêu luôn đi. Tôi nhìn cái mặt mày tao lên không nổi luôn. Mà giờ tôi có ý kiến nha. Ý kiến trời gì? Ơi, tự nhiên cái bà nói bà dẫn tôi vô đây cầu cơ. Ừ. Mà bà để nguyên cái bàn cờ cá ngựa ở đây làm chi vậy, không có đồ xí ngầu để đổ. Tao nhấn cái đầu mà dính vô đây là cái mặt bằng phẳng như cái bàn cờ mà tin không? Ủa vậy hả? Mày nghĩ sao cái này là cái bàn cờ? Chứ mày cái bàn nghĩ gì? Sao vậy? Cái bàn này là cái bàn cơ chứ cái bàn cờ gì mày? Ôi trời ơi, bàn cơ hả? Mày đi cầu cơ tự nhiên mày giác cái bàn cờ. Xin lỗi đâu biết cái bàn cơ đâu. Mày cục này cục quỷ gì mà để đây chi vậy? Trời ơi lùm la con quỷ, trời ơi mày lẫm lẫm. Tìm lấy liền, trời ơi. Cái cục này con chi? Trời con lại mấy thần linh vậy, con lại mấy đấng, trời con lại mấy đấng vậy, xá tội vậy, con này nó ngu trời. Mày lùm mà mày ngu nữa mày há không ra. Hả? Tao nhét vô trong miệng mày cho mày ngậm. Ê, mà cái cục này à, cái cục kia mà tao ngậm câu họng hả? Cái cục này là cái cục mà cục cơ đó biết không, là từ nắp dán hòm đó. Trời ơi trời, có quỷ, trời ơi tôi chết luôn rồi, trời ơi cái gì mà phúng dữ vậy? Trời ơi, làm bằng giá hòm mà bỏ trong họng tôi ngậm nãy giờ. Trời ơi, tôi tưởng là cái miếng gì. Trời ơi, cái... Tao tán mày, tao lia một cái răng mày không còn, tao lia liền mày tin không? Tao lia nè, tao lia mà. Sao ạ? Trời ơi trời, cái cục cơ phải linh thiêng, mình phải nâng như trứng, mình hứng như hoa, mình ôm vào lòng. Mẹ cho đi. Vậy hả? Mẹ của mẹ. Mày nghĩ sao mày cầm mày phúng như phúng một é cho con quỷ? Mà cái cục này giờ để làm gì? Trời ơi trời, không lẽ tôi để dán mặt tao cho đẹp vậy đó hả? Chứ làm gì? Cái cầu để khấn, mày biết chưa? Cái cục này linh thiêng nói nghe nè, của người ta. Bây giờ làm ơn xin cho tôi đi, xin cho tôi cái số nào, kêu giờ xui quá, làm như là xui mà nó xui triền kiếp luôn á. Xui làm sao mà dữ vậy? Ôi xui quá, phải gặp mẹ sớm mới xui làm sao, kể mẹ nghe coi. Thì đó, người ta nói á, ra đường á mà gặp chó cái á là nó xui dữ lắm. Trời ơi chó cái, đúng rồi đó. Ở đúng vậy, đúng mà tôi sao? Đâu có gặp bình thường, thấy không, gặp chó bình thường là nó xui thường rồi, còn ở đây gặp chó chết nữa.
thấy không? Trời mỗi lần người ta xui ta gặp, trời ơi gặp cái chó chết thì không, mà tôi gặp chó chết đấy chứ. Xui đó, xui lắm. Mà gặp sao, cái trường hợp nó xảy ra làm sao? Trời ơi, tôi vừa mới bước chân ra khỏi nhà thôi nha, họ cứ đi đánh đề là bị hả? Cái bữa đó tự nhiên là có nhiêu là tôi chơi bứt nút luôn, phải không? Trời ơi, mẹ không có biết đâu, có nhiêu gom hết. Đó mày vừa mới ra luôn, mày biết không? Mẹ biết làm sao? Mày kêu đàng hoàng, mày cái chữ mẹ, mày kêu thánh thoát cái. Tôi không biết tại sao. Sao mày kêu thật thật thẳng thừng quá vậy? Đi tới đâu cho nó bị tù á, tự nhiên cái mẹ không biết sao. Đem tiền ra đi đánh đề. Thì vừa mới ra gặp con chó cái. Hiểu không? Con chó cái nó cũng ngộ nữa. Tự nhiên từ trong nhà ai biết nó ra, nó phóng lọc. Nó ra tới giữa đường, nó đi luôn đi là xong rồi, tôi gặp con chó nào nó ở xuôi rồi. Đó. Tự nhiên á bả cũng ngựa. Bạn chó mà bà làm như bà xanh năm ngựa sao? Tự nhiên bà ra đến giữa đường cái bà nằm sải dài kìa. Trời đất ơi. Xong lưỡi bà ra dài con nằm im, bà con lèo bà để bên. Dễ thương duyên chứ. Sao con gái mày mất nết quá vậy? Thì bởi vậy mới nói. Trời ơi nằm vô không được. Bà đứng nằm im đó rồi. Rồi bà biết sao không? Đâu phải bình thường. Xiết xe chắc từ xa chứ xe chắc 8 bánh nó chạy. Nó vừa thấy bà chó. Trời ơi bà nằm sải lai đó. Nó thắng lại. Kịch. Ghê quá. Tóc bà đâu rồi? Trời ơi. Cái gì vậy? Tao giật tóc gái tao sợ nó buông tóc tao kìa. Trời ơi sợ mà nó rụng tóc luôn hả? Chưa đâu. Hồi hồi tao nở lại từ từ mày, tao chỉnh trang yên phục mày kể tiếp mày. Rồi, mà biết thắng lại cuối cùng sao không? Tao. Còn chó. Sống, nó còn sống, thắng lại là sống rồi. Sống bà nội tôi đó. Thà nó đừng có thắng thì nó cá ngang qua con chó nó chết bình thường hồn nhiên. Đằng này nó bày đặt nó thắng hiểu không? Nó đẩy cái đà nó không lùi mà tới luôn, nó đẩy rít, nó đẩy lới luôn. Cái xe chắc 8 bánh mà nó lăn qua giống như cán mía vậy đó. Chiếc xe đi rồi quay lại con chó nó chết mà nó nằm bẹp mà nó dài 16m50. Trời ơi con chó. Xui mà nó xui mà không phải xui thường, ví dụ thấy chó chết là xui thường. Nó xui mà nó trả dài, xui 1 tháng rưỡi chưa bất cái xui. Mày xui đụng nó rồi. Thì bởi mày vậy. Mày xui đụng nó rồi. Thì đó. Con chó mà mày cán dẹp như cái miếng bánh tráng là mày xui quá rồi. Thì bởi vậy, tôi mới tức quá, hiểu không? Tôi mới về nhà, tôi quánh đề. Đúng. Tôi thấy con chó, hiểu không? Mà chó nhỏ mà ngựa nhí nhảnh vậy. Đúng. Là nó còn nhỏ. Tôi quánh con 11. Chính xác. Chiều nó ra 33. Vì tự nhiên cái con chó ra ba ba. Thì bởi vậy tôi không biết là bạn. Ba ba là con rít mà. Đó. Không sao nghe vậy? Kể sao. Ừ. Nè tại mình không biết bạn đề. Với lại cái xui nó ám ảnh mình. Sao? Mình lo mà đánh con chó. Ừ. Nhưng mà cái sai đây nè. Là nó ra con rít là đúng rồi. Sao vậy? Sao vậy? Chiếc xe chắc 8 bánh nó chạy tới. Nó làm gì? Làm gì? Nó thắng. Thắng. Nó thắng nghe gì? Nghe cái rít. Rít. Còn rít 33. Không đánh đánh con chó. Xui không? Sao con này nó kể chuyện lát nghe đảng hậu vậy trời. Sao đảng hậu vậy? Trời ơi, sao con này nó dở quá, đáng lẽ phải gặp mẹ Phương. Thì bởi vậy, tôi mới nghe người ta bàn với tôi á là xui quá, phải lấy nước lá bưởi tắm. Ai nói mày lấy lá bưởi tắm vậy? Chứ đây lá gì? Mày nghe lời mày tắm sao mày xui luôn. Sao mày vậy? Xui mãn đời mày luôn mày xui. Chứ bây giờ lấy cái lá gì tắm? Lá thu địch. Hả? Mày lấy lá thu địch mày tắm xong là mày phơi phới gì? Mắc mớ gì tự nhiên xui lấy lá thu địch tắm? Dĩ độc lấy hai cái thúi nó nhập lại nhau tản ra. Cái xui nó tản ra liền. Đúng rồi, thúi quá mà cái xui nào dám theo. Thúi banh luôn mà xui sao nó theo được đúng không? Đúng mày rồi. Lấy lá bưởi thơm nào theo mày. Chết cha vậy. Trời ơi, sai phong thủy giai, sai phong thủy người là nó bám vô người mình luôn, nó bám vô dầu thơm mà bám vô người mình vậy. Ê nói nghe nè. Sao? Không thấy cái mình tâm sự đó thì sáng mai ra quán nước của tôi tâm sự đi. Còn mình vô bên đây cái chuyện quan trọng là mình đi cầu cơ. Thì phải cầu cơ đó. Thì bởi mà tao nói tiếc, đáng là mình phải kiếm mẹ sớm mẹ chỉ cho mày đánh là đúng. Thôi. Ngồi đây nói chuyện á sao tôi sợ quá. Vì sao lại sợ? Vì sao? Dạ. Sao sợ? Sợ gì? Trời ơi! Nữ phải biết là nữ đang ngồi với một cái người mà tao nói cao tay ấn nha. Tôi là tao nói mấy đấng nhập cho người tôi mà lên đồng lên bóng mà làm gì có ma gì đây, không có ma cỏ gì đây, bảo đảm không một con ma. Vậy hả? Ừ. Phải hiểu điều đó, biết chưa? Không có con ma. Tao mỏi nha mày. Mỏi dữ lắm á. Nhưng mà sao tự nhiên thấy lạnh lạnh. Mày lạnh hay mày ngứa? Trời ơi mày lạnh mà mày co cái người mày giật thấy ghê quá nha. Tao đã nói với mày rồi là yên tâm. Có tôi ngồi ở đây là hiểu không? Người ta nhập vô trong con người của tôi là chỉ có tôi là con quỷ mà sợ ma cái gì. Bảo đảm không một con ma. Vậy hả? Không một con ma. Không bao giờ có. Nhớ nhớ. Nè. Nè rồi. Never. Tao tán vô mặt mà sao mày ngó mày cơ mà làm tao liệu tao cơ như mày vậy mày. Ai biết đâu tôi nhiều mỗi lần ông nhìn tôi nhướng nhướng hoài à. Mà sao tôi thấy nó cũng vẫn còn à. Dán nó chui vô nách này. Vẫn còn ớn lạnh.
ớn lạnh cái gì. Cái này để đâu đây? Để trong mặt ta nè. Dạ. Mày để trong mặt ta nè. Từ từ đó. Rồi. Để mày lên nè. Ừ. À, cái hộp này để ba nhai ba nuốt á. Tôi giải trình cho có chiếc máy bay nó kêu bay ngang rớt, nguyên chơi bơm ngay đầu mày. Trời ơi, con này nó vô duyên quá, tôi đang cầu tôi khấn mà sao nó có phá cái nguồn tư tưởng sao tôi... Ai biết đâu, tự nhiên tôi thấy cầm bằng cái hộp mà lợn, tôi tưởng ba nhai mà nuốt ói ra, nó mới có linh thiêng. Nè, phép. Phép hả? Đang làm bùa nghe chưa? Tao cầu một lát nữa đấng mới về mày hiểu. Rồi. Mày nói chỉ một tiếng nữa tao là tao bảo đã, tao cam đoan cái mặt mày như cái bàn này. Biết rồi. Ê, cho tôi xí, tôi nói chút xíu. Cái mặt tôi mà cỡ cái bàn này chắc tôi không đi đánh đệ đâu, tôi đi bán chè được không? Dạo ổng lẫy luôn á. Sao dài vậy? Thôi khấn đi. Thôi đừng giận nữa, khấn đi. Biết rồi, cái này có độ đàn hồi dữ lắm. Đừng. Tao đi về chứ đàn hồi cái gì? Đừng có về. Lẹ đánh đệ, cứu lại những gì đã mất 1.5 tháng nay. Tôi hối hận cái tôi đi với con này. Một lần cuối cùng trong đời tao gặp mày. Tao gặp mày lần cuối cùng trong đời tao. Rồi. Ờ, kỳ này bà không nuốt nữa mà làm gì bà lấy bà kẹp nó nắc nữa sao bà nhột. Tạc mày với tạc đoan mày tin không? Tin rồi. Không, tôi rồi, coi ai nhập vô bà rồi. Tao yêu cầu mày một lần cuối cùng trong đời, lúc tao nhập họ mày đừng có sấn vô người tao, đấng nó không có về. Rồi. Bây giờ mày coi như tao quỳ thì tao năn nỉ tao lại. Làm đi. Tao năn nỉ mày đi. Trời ơi. Hao tổn nguyên khí với con này quá. Ôi con này xa này cơ mà thật cái tên bê kê xe cơ là mặt cái tên bê kê sáng ngủ dậy là mặc xe kê đó. Ôi 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 con lại con lại là chị Phương chơi mười phương phát nhà về con này công ngũ làm công chúa nó sống bao nhiêu năm chơi là nhà về là người của con này. Ừ. Trời, Vũ Lâm công chúa đây sao? Xấu xúc phạm cả tôi quá trời. Dạ. Cho hỏi là dòng nam hay dòng nữ? Ở đây nè. Miếng này ở đây nè. Bỏ đi đây. Chữ N, chữ N, một là nữ, nữ, hai là A mà A, nữ nam, nữ hoặc nam. Ủa sao nó không chạy ta? Đừng chân chơi này hoài. Chẳng lẽ BD? Trời ơi, dầm cho con xin nghỉ 5 phút, nghỉ 5 phút đi con 8 rồi nha. Cái gì vậy? Sao quánh tôi vậy? Trời, con quỷ này sao? Mày nghĩ sao tự nhiên tao đang cầu mày, tự nhiên mày xả câu BD vô cái tao nín cầu luôn. Chết cha, xin lỗi nha. Bị chị tôi thấy ngay chữ N mà nó rung hoài, nó không chạy. Tôi sợ nó không chạy qua nam, nó không chạy qua nữ rồi, nó chỉ có BD thôi. Mà BD nó chỉ có hợp với bà đó, nó có hợp với tôi. Tôi cần mày tôi trông gì đâu. Đừng. Trời ơi, thật kỳ ghê. Tôi xin lỗi nha. Tôi cầu nó. Dạ, xin lỗi dạ Ngũ Long công chúa. Xin lỗi con. Vậy. Dạ đây nè, dạ đúng rồi. Chạy dữ vậy trời. Chạy đâu ra, chạy đâu. À trời, chữ nữ. Nữ đúng rồi. À chữ nữ. Nữ ơi, dạ cho con xin biết là nữ bao nhiêu tuổi để con đánh đề cái số tuổi đó nữ. Trời, làm gì bào dữ ta? Làm như ngày xưa còn sống làm thợ mộc hay sao bào dữ trời? Chạy bàn hết trơn à. Số mấy, bao nhiêu tuổi? Số mấy? Hey, 9 Không phải đâu, phải 9 tuổi đâu. Số nào nữa? Số 9, chạy nữa. Ê, số 1, chị là 91. Trời, sống lâu dữ vậy, quỷ già. Mày mới là con quỷ già, chính mày, cái mặt mày là con quỷ già, mày nhìn kỹ cái mặt mày già hơn con quỷ. Già lắm hả? Mày cầu sống 170 năm mày mới chết, con cháu mày chết hết, mày chưa chết mày biết mày sống để làm gì không? Nếu mày chướng đời, mày chướng khí với cái mặt mày chướng thôi nãy giờ, mày tin không? Vậy mày tao nghĩ cầu không? Được thôi, đừng giận mà, cầu nữa đi mà. Trời ơi, tôi sợ nó quá. Ngũ Long công chúa, con xin lỗi. Trời ơi, sao nhập liền hay vậy? Chạy
chạy đâu, chạy đâu, xuống máy, xuống máy. 9 1 1. Ây cha, số này quen quá ta. Số 911 này là thường hay hốt vô chọn ổ lắm nè. Có số khác không? Có số khác không? Ủa sao chạy dữ vậy trời? Chạy tùm lum đi. Trời ơi, chạy tùm lum vậy? Trời ơi, sao chạy số nào bây giờ, số nào? Bà nội này làm như trước khi bà chết uống thuốc lắc. Sao bà lắc dữ vậy trời? Tao khẳng định một lần cuối, mày không phải là cái người của cầu cơ. Cái người của ai? Mày là cầu cá. Mày, dạ, mày đi cầu cá gì mày ra quá, mày nói. Nói nghe nè, tôi thấy con số 35 của tôi là hơn lắm. Hồi đó tôi đánh là cho chúng, tôi đánh là chúng. Bây giờ cho tôi cái số 911 này nè. Tôi sợ quá, số này nó không có hên. Bây giờ cho tôi cái số nào mà nó tôi thích đi. Bây giờ gán xin đi, xin Ngũ Long công chúa cho tôi số 35 đi. Tôi trúng tôi chia bà 20%. Nghe, nghe, đóng hội bà đầy đủ luôn. Nè, xin cho tôi số 35 nha. Gán đi sáng đi, dạ, cầu Ngũ Long công chúa về. Đây nè, đây nè, Ngũ Long công chúa đây nè. Dạ đúng rồi. Số 3 rồi, trời ơi, dạ cảm ơn Ngũ Long công chúa, trời ơi, số 3 rồi. Ôi, ôi, số 5. Ê, tao tới đâu rồi, ê, ủa sao kỳ vậy? Lần này tôi xin cầu cơ mà giống chơi lô tô dữ trời. Số 5, số 8, không, số 5, 35, 38 trừ, bây giờ 38 nè, trừ 3, còn 35 được không? Mày về mày đánh 35 đi, mày thích mày đánh con gì mày đánh đi, mày về mày đánh đi. Ôi vậy hả? Ừ, mày đánh cái mạng mày á. Ôi vậy hả? Mày đánh cái mạng, mày đánh con ngựa, mày hiểu không? Bây giờ vậy nè, tôi xin á, là nãy tôi hỏi là hỏi cái tuổi, thì ra cái số kia là mình không đánh. Bây giờ tôi xin lại, tao cho 38 vậy, về đánh 38 phải không? Mày đánh 83 đi. Thôi, mày đánh tao. Thôi, đánh 38, ngày mai tôi trúng á, tôi chia ông 20%, đóng hụi đầy đủ, nghe. Ủa? Nghe không nghe, bé bảy bóng. Cái gì? Bây giờ kêu đúng tên tục nè. Chứ mà bây giờ mày cãi tao, tôi giá mày liền, mày tin không? Hết cầu cơ rồi, đừng có không có mơ tưởng. Được, con này nó lật lộng dễ sao. Nói nghe nè, lại đi cái chỗ này là nãy giờ mình xin á, rồi mình đi về. Bên này nè, lại đi về, đi về, đi về, đi về. Lẹ lẹ lẹ, gương đồ đây. Lại lại. Làm cho ta nè, căng người lên. Trời ơi, bà có đồ bà căng cho tôi trước sau như một, căng chi. Này đồ gì, cái này nó bằng phẳng như dán ép, mà chăm chọc tôi cho đồ đang hồ dính trong mặt bây giờ, mày tin không? Tôi tin rồi. Trời ơi, lại đây khấn đâu, nhìn đâu ra đó rồi. Tôi khấn trước tôi mới lại. Ờ, vậy quỷ, hả? Khó quá hả? Ờ. Con ta sao mà thấy ghê xe, con mà thấy mê xe, con mà thấy mê ghê xe, con sao đi về? Rồi, lại phải không? Rồi. Dịch bay. Dì bay. Tạm bay. Lại coi. Thử lần nữa coi. Đúng rồi. Anh ơi, sao anh nói anh giới thiệu em cái chỗ nhà trọ rẻ lắm mà sao mình đi vô đây vậy anh? Ở đây rẻ. Ở đây là sao? Em nằm đỡ với anh Gò Mã đi vô đỡ tốn tiền. Sao anh nói gì kỳ vậy? Nói gì kỳ là sao em hả? Anh tính làm gì vậy? Tôi la lên đó. Em la đi. Bắn người ta. Trời ơi, sao em khờ với em? Đêm hôm khuya khoắt đâu có ai mà rảnh dẫn đi tìm mà ba cái giới thiệu em mấy cái phòng trọ giá rẻ. Đâu có ai rảnh. Anh em từ đó giờ anh không có làm không không bao giờ. Nghe chưa? Khôn hồn chịu ý anh đi ha. Anh ơi. Em anh cần tiền không? Anh cầm dao là em biết anh cần tiền em. Em có tới 30.000 lần á. Nhiêu? Anh lấy đỡ giùm em ấy. Bao nhiêu? 30.000. Đã mất tiêu rồi. 30.000. Thôi em khỏi lấy nó đi. 30.000 của em nhiều quá. Nhiều quá. Anh canh đâu anh. Bây giờ nói thiệt với em, anh không có cần tiền. Anh cần sắt. Hiểu chưa? Hiểu không? Không hiểu. Hiểu không? Không à. Anh ơi. Em lại anh ơi. Cái gì lại?
anh tha cho em đi anh ơi. Thôi nhà em nghèo lắm, em phải bỏ quê em đi lên trên Sài Gòn nè, em đi kiếm việc làm. Anh tha cho em đi, tiền anh cũng không lấy nữa. Thôi giờ sao giờ sao em lại anh ơi, quê em khổ lắm em. Dạ trời, nói thiệt với em chứ bây giờ nếu mà anh không có chuyện đó đó, anh còn khổ hơn em nha. Anh ơi, bớ người ta, thôi bớ người ta, bớ người ta, bớ người ta, trời ơi bớ người ta. Em la đi em, em la đi em, nhìn nguyên cái nghĩa địa này là thấy không, không có một ai hết trơn, em la sao ai nghe. Nói thiệt với em chứ bây giờ nếu mà con nghe đó ha, có nghe chỉ có ba mới nghe được em thôi chứ ai nghe, đúng không? La đi. Chị không có nói chuyện với tôi đâu. Mà cho dù chị là ma đi chăng nữa, chị cũng không có đáng sợ bằng đâu hồi nãy. Chị yên tâm đi, tôi là người mà. Kỳ là người sao tự nhiên em không chị vô đây chi vậy, nghĩa địa mà. Đúng ra là tôi chết rồi, nhưng mà không biết sao tự nhiên tôi sống vậy á. Trời ơi sao kỳ vậy. Chị biết sao không, tiền sử của tôi á là tôi bị bệnh tim, đôi lúc á tim tôi ngừng đập bất chợt lắm chị à. Chắc lần này á do tim tôi ngừng đập lâu quá cho nên người nhà tưởng tôi chết rồi mới đem tôi đi chôn. Mà cũng may thiệt á, có mấy cái người á, người ta trộm mã đó, người ta đào cái mộ tôi lên đó xong cậy nắp hồn tôi ra, nhờ vậy mà tôi sống được á. Bây giờ thì chị tin tôi là người chưa? Như vậy không phải là ma hả? Dáng tóc là đẹp ghê luôn. Nói nghe nè, vậy chị có còn nhớ nhà của chị ở đâu không? Còn chứ. Vậy hả? Vậy bây giờ chị đi theo tôi đi, xong cái chị nói nhà của chị ở đâu, cái tôi đưa chị về nhà. Ừ. Ha? Đi ha. Ừ. Cầm giỏ nè. Ma, con ma, con ma ghê quá. Ma hả? Ma. Trời ơi, tôi nè, hồi nãy tôi gặp nguyên một con ma luôn. Tóc của nó dài 11 mét. Ông, lần này nó gặp ông ghê bằng tôi đâu. Tôi gặp nguyên con ma, cái móng tay nó dài thọn á, nó chụp vào tôi, cái bộ móng nó màu tím. Trời ơi. Ê, không phải, phải cái chân tôi bị bầm tím, còn cái móng nó màu đỏ. Đúng rồi. Mà nó dài. Hồi nãy tóc nó dài bao nhiêu? 11 mét. Trời ơi, con ma của tôi cái bộ móng nó dài cầu 20 mấy mét. Trời ơi, ghê quá. Giờ sao giờ? Thôi tôi sợ quá, tôi cứng họng bây giờ mới nói được nè. Dạ. Chưa có ghê đâu. Con ma mà tôi gặp đó, con mắt nó lòi. Nó lòi. Không phải. Tôi sợ quá, tại tôi nghĩ bậy vậy thôi chứ nó không có lòi. Mà nó không có con mắt luôn. Trời ơi. Cứng họng nữa. Cái con ma của tôi nó có giống của mọi người. Nó không có tóc dài, nó không có móng dài, mà nó có lưỡi dài. Trời ơi, cái lưỡi của nó hả, nó quấn một cái là bốn đứa mình dính chùm lại luôn. Nó búng một cái mà tôi văng ra khỏi cái nghĩa địa luôn. Trời ơi.
sao vừa phải bà ơi? Búng bà dặn ra khỏi nghĩa địa sao bà đứng đây? Đúng rồi. Không có, tại tôi chạy vô để tôi kiếm đồng bọn. Tao giả, tao giả từ trái sang phải, tao giả từ trái sang phải, thằng nào con nào nói tao ma. Không phải ma, má, mà là má, mẹ mẹ là con mẹ bảy. Mẹ mẹ là mẹ bảy của con. Mẹ bảy hả mày? Mày là thằng bóng bảy kìa mày, mày bảy nè. Tao kêu mẹ nó, bây giờ tao là con cái mày cũng được nữa. Trời ơi, tao nhìn ghê quá trời ơi. Cái gì vậy? Anh cứu em sao ma này. Lợi dụng nữa. Không phải, thằng này hình như nó chưa tắm sao nó hôi quá. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi mẹ. Mẹ mẹ thấy con ma chủ thấy ghê lắm. Con ma có mẹ mặc sa đê trắng. Ma ma sao mặc sao đây trắng? Sao dễ sợ luôn á. Trời ơi, mày nghĩ sao? Tao với mày gặp chung con ma mà con ma nào của mày bận sao đây? Bây giờ nó hoảng loạn quá rồi, tao còn nhớ cái gì nữa. Bây giờ nó chung không biết nó mặc cái giống gì cho nó. Nhiều khi nó không mặc tôi cũng không nhớ nữa. Tôi nói là tôi mới thấy con người bà sống trên đời này bà quá tệ. Bà nói thiệt với bà, người của mày nhá. Nghĩ sao mà cầu mình đang gần chết tay mà quá trời. Nghĩ sao bọn chị nó xỉu còn có mình. Nó chạy nó bỏ luôn vậy à. Cái gì mày nói mày ra đây mày nói chuyện. Mày phải ra đây mày nói chuyện tao. Mày đừng có nhớp, mày đừng có nhớp. Mày đang nhớp cái gì? Mày đang nhớp nhớp. 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 Con nhỏ này không phải ma. Sao mày biết? Hồi nãy tôi sầm sỡ nó nè. Trời ơi. Tức dễ sợ luôn, tức dễ sợ. Chùm đầu mày lại. Sao vậy hả? Mày nghĩ mà sao người phụ nữ ở chung sớm với mày mấy chục năm mà mày không sầm sỡ? Sầm sỡ đâu có xa vậy cho tao đập vô mặt mày. Trời ơi trời, mày nghĩ sao vậy con mẹ này lùng mà nhoi ghê tự tin về sắc đẹp của mình ghê, nghĩ sao vậy nè là nghe nhớ nha. Phe xấu đứng bên là phe đẹp là gái đẹp tao đứng bên chỗ tôi đi gần vô tới lượt tôi nó nghĩ sao tới bà. Trời ơi. Trời ơi. Anh bới tôi lơ tôi có. Tao quánh đấy mày ngon. Dạ dạ dạ. Em ra em nói với mấy anh mấy chị nè. Cái người mà mấy anh mấy chị thấy á, người ta không phải là ma đâu, mà người ta là người ta đó. Trời đất ơi trời. Người ta là cái gì trời? Ủa là sao? Trời ơi, nói văn gì khó hiểu rồi trời. Tức là người ta là người á. Không tin em kêu ra đây cho coi. Chị ơi. Nó kêu ai vậy? Chị ơi vô đây nè. Mấy anh mấy chị ơi. Vô đây đúng rồi, tắp vô đây cưng, chống tắp vô đi. Ôi, hay quá, chính xác. Ôi, lên đây, lên đây, lên đây. Công nhận tao rủ mày đi chính xác dễ sợ luôn nha. Chạy xuồng bon. Đã cái kìa. Công nhận mày hay thiệt. Chị nói cái gì em không có nghe. Lỗ tai này của em bị điếc. Mệt ghê vậy. Vô đây, qua đây. Điếc còn hay ngóng nữa. Tao nói mày hay. Hả? Tới nhà ông Tư Việt, chỗ ở chôm xài đài. Chị bà lém. Gì? Lỗ tai này của em đâu có bị điếc đâu. Chị làm chị hét như trong lỗ tai em dữ vậy. Hét người ta ghét mày. Điếc rồi còn điếc chảnh, điếc thằng con. Thả điếc luôn đi. Hey, gì vậy? Mày đi. Thì bây giờ chị đi. Mày làm gì? Em lỡ ở lại em canh xuồng của má em chứ. Kìa tôi coi, tao rủ mày đi. Mày có tỉnh không? Tao rủ mày đi ăn trộm, mày vô chổng mày canh ông chủ của tao. Để tao hái. Mày ra đây mày canh xuồng cho má mày. Rồi ai canh tao? Chị rủ khi cái xuồng ở đây nó trôi đi rồi người ta ăn cắp hay là người ta ăn cắp mất rồi đi xuồng thôi em đền cho má em. Bây giờ đừng có nghĩ chuyện khùng khùng quá. Đi để đi. À thôi chị em nhớ rồi. Cái gì? Để em đem cái này ra. Ném gì vậy? Em để lại cái tờ giấy cho chắc ăn nha. Quê giấy gì vậy? Mà bỏ ra coi, mày muốn cái gì vậy? Cái giấy em viết cho xuồng này là của Út Tửng. Mượn của má em là dì Hai Tân. Chở chị Ba Lém đi ăn trộm xoài. Ấy cha, có tôi nữa. Của nhà ông Tư, nếu lỡ có trôi giạt làm ơn trả về cho má tôi
dì hai tận giùm. Cảm ơn. Trời đất ơi, trời ơi. Mày nghĩ như sao? Mày đi ăn trộm mà mày giết nguyên một cái con táo này nè, cho nguyên một xóm này tao biết tao với mày đi ăn trộm xoài hả? Thằng Tấn. Chị ơi chị, chẳng thà mình giết vậy đi, xù nó có trôi xong, người ta có thấy được tay lượm ta còn biết trả về cho thân chủ chứ. Tấn 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 nó cũng vừa thôi. Đồ chơi đâu? Em lớn rồi đâu có chơi đồ chơi nữa đâu. Ai hỏi đồ chơi gì? Tao hỏi là đồ nghề đi làm đâu? Đồ nghề gì? Trời ơi, cái miếng sườn á. À, miếng sườn hả? À, ở trong túi em nè. Công nhận nha chị, cái miếng sườn này nướng mật ong ngon, nó thơm giả man luôn á. Bỏ vô đi, không phải của mày đâu, đừng có ăn. Bỏ vô. Hả? Không phải của em mà. Thì thôi em bỏ vô. Rồi, đi theo tao nghe chưa? Nhanh lên. Chị ơi, đi ăn trộm sao chị đi hiên ngang quá vậy? Vậy đi co rúm lại coi. Cái gì? Thằng hứa thôn. Đặt miếng chai. Thôi thôi. Chị ba lén ơi, chị ba lén. Cái gì? Em thấy ở trong nhiều xoài lắm chị ba lén. À. Nhưng mà mình bị trắng bức tường rồi. À. Thôi mấy giờ mình đi về đi chị. Tao lại mày. Mày đi ăn trộm bộ mày đi làm quan hả? Tất nhiên ở trong nhiều xoài tao mới trận bức tường. Trời ơi, chẳng lẽ tao đập bức tường mà để mời mày vô ăn cắp xoài của người ta. À. Đi ăn trộm mà. Nhớ không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yên tâm đi. À. Chị mày ở đây mà. Tao ăn cắp xoài rất là nhiều lần rồi. À. Bán được nhiều tiền lắm. À. Hiểu không? Nghe lời chị. Với lại hả? Chị giỏi lắm nha. Sao? Chị có đồ nghề. Em là cái gì vậy chị? Trời, thằng này làm quê quá. À. Cái này là cái cù nèo. Biết làm gì không? Làm gì? Trời ơi, thì để phóng leo lên trên tường rất là dễ. À. À, mày tránh nó đi, mày coi tao nè. Nhìn cho kỹ nha. Cho chị ra tay. Chị ba lén. Nín đi. Chị ba lén. Cái gì? Chị tìm cái gì vậy? Cái móc. Móc dính quần em rồi. Trời ơi, sao mày không nói? Thì chị kêu em đừng nói. Trời ơi, thiệt tình á. Đúng là đặt mày cu tửng là không sai chút xíu nào mà. Trời ơi, sao mà không nói? Không, bây giờ mày tránh ra ra đi, nó mất công lát nữa rách quần mày giờ. Xa ra nữa đi. Xa nữa đi. Xa nữa. Xa đi. Rồi. Rồi. Cô Tấn, leo lên. Chị ba lén. Cô Tấn. Cô Tấn ơi, mày đâu rồi? Em ở dưới đây nè. Ơi, trời ơi, tao mới leo lên, mày leo lên hồi nào hay vậy? Hồi nãy chị kia em đứng cách xa xa đó. À. Em thấy cái lỗ chó em chui qua đây luôn. Tại sao mày thấy lỗ chó mày không chỉ với tao? Mày để tao trèo lên đây mày biết cực khổ lắm không mày? Ờ ha, sao em ngu quá vậy ta? Chị chờ em chút xíu. Ờ, à. Ủa mày đi đâu hả? Ê, cô Tấn, cô Tấn, cô Tấn, cô Tấn. Ê, cô Tấn, mày đi đâu vậy? Cô Tấn. Chị ba lén, chị ba lén. Trời ơi. Em xuống đây nè. Sao mày có mặt ở bên đây vậy? Thì chị kêu em chỉ lỗ chó cho chị. Chị xuống nhảy xuống đây đi rồi mình chua vào lỗ chó cho nó an toàn. Trời ơi, trời ơi. Trời, mày chỉ cho tao lỗ chó lúc mà tao chưa leo lên cái bức tường này. Bây giờ tao leo lên trên đây rồi. Mày chỉ tao lỗ chó làm gì? Mày tin không? Mày tin không? Mày tin giết người mà không có tù tao giết mày chứ. Chị ba lén. Chị ba lén. Chị ba lén. Sao chị nằm đây nghỉ ngơi? Trời ơi, cái đầu mày á, tao té chỏng cẳng rồi không thấy hả mày? Ủa, chị té hả? Ừ. Vậy 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 đi chị ơi. Mày không nỡ đỡ chị ba mày lên đó. Thằng vậy đi, lẹ lên đi. Trời, xúc cánh tay tao bây giờ đau. Lẹ lên đi chị ơi. Tao thiệt cái mày á, tao chưa có thấy đi ăn trộm xồi với ai mà chán đi với mày. Chị làm cho em thích đi ăn trộm với chị lắm vậy á. Tại chị hứa là đi ăn trộm xoài bán được cho tiệm đi chơi điện tử em mới đi với chị chứ bộ. Shit. Mày tưởng tao thích đi với mày lắm hả? Đi với mày làm như sung sướng lắm. Bởi vì nhà mày có chiếc xuồng ba lá thôi cho à. Nên là hả, tao lợi dụng có chiếc xuồng của mày hả để mà tao đi qua sông đi, tao đi cho nó lạy thôi. Sao chị nói vậy coi như chị lợi dụng tôi hả? Mày giận tôi bỏ tôi đi về á. Mày về đi, mày về đi, coi mày dám về không? Mày về đi. Chị ba, chị ơi, chị ơi, chờ em với, chờ em với chị. Ủa mà nói mày về sao thì chạy theo tao chi vậy? Em sợ. Mày á, mày mà không có đi ăn trộm xài với tao á, mày cũng bị mang tiếng là mày đi ăn trộm rồi, mà mày có tiếng mà không có miếng con vậy thôi, đúng không? Em biết rồi, em
em xin lỗi chị, cho em đi chung với. Nói thiệt với chị luôn á, em cũng định đi về rồi đó. Mà sao em sợ ma quá à. Ê, ê, mày vô duyên mày. Nó toàn là mồ mả không à. Tự nhiên mày nói ma ma, cái ghê quá. Chị ơi. Cái gì? Sao tự nhiên em cảm thấy lạnh cục sống quá chị ơi. Mày đừng nói mày, mày nói tao nói cho ra hết trơn rồi. Sao ghê quá, mày có nói. À, trời ơi, cái gì mà hai con mắt nó đỏ kia kìa chị. Chó nó sủa mày làm hết rồi. Mày không nghe tiếng chó sủa hả? Chó chủ nhà nó dữ lử lắm á. Tao biết cái giường mày mà. Mày cái bịch nãy tao đưa mày đâu? Cái bịch gì? Cái bịch sườn nãy tao đưa mày đó. Cái bịch sườn mà của bà Hà Mập ở đầu xóm trên hả? Đó. Đi. Trời chị. À. Cái công nhận nha, bà Hà Mập đó, bà nướng sườn với mật ong ngon thiệt luôn á chị. Mày đi, mày lấy đi. Mày lấy làm gì? Chó ăn chứ làm gì? Trời ơi, sườn mình ăn tự nhiên cho chó ăn. Mày khùng hả? Thôi thôi, mày cứ đẩy xuống rồi mày nghe lời tao đi, mày đưa đây. Nè. Sao còn cục xương, cục thịt đâu? Hồi nãy á, em chui qua lỗ chó, em đợi chị lâu quá, em đói bụng, em nuốt luôn rồi. Trời ơi, mày ăn cái cục thịt đó tao tẩm thuốc ngủ cho chó ăn chứ phải cho mày ăn đâu. Thuốc ngủ? Ờ. Mày làm cái gì vậy? Em buồn ngủ quá. Em ngủ trước nha. Tao lại với mày. Trời ơi, tôi ngu quá, tao mới đi ăn trộm xoài với lại một thằng khùng. Hả? Khùng. Chị nói cái gì? Mày là ăn khùng. Lỗ tai này của em bị điếc, chị phải nói lỗ tai này em mới nghe. Trời ơi, mày tao ngu lắm á, tao mới đi ăn trộm xoài với một thằng điếc như mày. Thôi chị đừng có tiếc nữa. Tiếc ông nội mày chứ tiếc. Hả? Được rồi, để em về. Em dắt chị đi ăn cháo huyết. Thằng thai thúi, đi lẹ lên, chó cắn mày bây giờ. Chị ơi, chó, chị ơi. Cô Tận ơi. Cô Tận. Cô Tận ơi. Đúng là thằng này nó tửng thiệt. Nó đi ăn trộm xoài mình mà nó mất xác rồi cho bỏ tôi đây trời. Cô Tận. Cô Tận. Cô Tận. Cô Tận ơi. Cô Tận. Cô Tận. Cô Tận. Cô Tận ơi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, đi ăn cắp xoài mà còn nghỉ ngơi nữa. Dậy mày. Ôi da. Tao nè. Mày nghĩ sao hả? Tự nhiên hai chị em rủ nhau đi ăn cắp xoài, mày ngủ bỏ tao đi, tao nào sợ chết à. Chị ơi, thuốc mê nó ngấm vô người em. Em buồn ngủ quá, em ngủ luôn á. Nhỏ nhỏ, mày tưởng mày ở nhà hả? Nói nghe nè, mày mà ngủ ở đây á, sáng mai mày thức dậy á, ông chủ á, ông mới biết mày phải vô đi chơi ông xoài hôm qua ngủ quên. Ông quánh mày giống như xoài chín mà nó tự rụng xuống dập nát, mày biết không? Hiểu chưa? Nè, nghe chị dặn nè. Mày nhìn thử cây xoài coi. Đã không? Đã không? Trời ơi, trái nhiều quá chị. Thì bởi vậy, mày gán đi. Lấy cái áo hướng xoài đi, tao hái hết bao nhiêu đây hả? Mày chơi điện tử một tuần không hết tiền luôn. Thôi em đi chị. Em lên đi. Nè. Hứng nha, lấy áo hứng nha. Thôi. Ê, mày đừng có la lối ông sùm á mày. Mày la lối ông sùm mà chủ nhà ra đập mình thấy bà mình nghe không? Đi chị. Bắp đâu. Chị ơi chị. Cái gì? Sao tự nhiên gió thổi nhiều quá chị ơi. Mày vô duyên quá, mày làm tao sợ nha mày. Em thấy lạnh lạnh đó chị ơi. Chị biết sao không? Sao? Má em á, kể trong cái vườn xoài này nè chị, có người treo cổ chết quan với chị ơi. Mày làm tao sao mày? Kể mày không à?
Thiệt với chị, mà má em nói á, người ta chết mà mất luôn cái cổ á, chỉ có còn có cái thân hình là bay tới bay lui bay tới bay lui. Làm gì chết mất cái cổ? Thì để ta treo cổ nó bị cắt cái đầu á chị. Mà nói tao mày tao bảo không nha. Em nói thiệt á, má nói á là chị biết sao không? Mấy cái người mà chết quang giống vậy đó chị, bạn hồn người ta không có siêu thoát, người ta linh lắm á. Mày hết chuyện rồi, không có ai mà đi ăn trộm xoài mà kể chuyện ma hết trơn. Mày làm tao sợ nha, tao không bao giờ sợ ma đâu. Mà mày làm tao nãy giờ tao nổi da gà hoài á, mày có khùng quá đi. Em đâu biết đâu má kể vậy á. Loạn quá, Nguyệt. Lẹ lẹ đi chị ơi. Chai đó đại đi chị, rồi lấy rồi đi về chị ơi. Ngon quá. Nè, cái này còn non quá. Chị ơi, chị gì? Em không có còn cảm giác nữa mà em thấy rồi. Thấy gì? Chậu chứ sợ gì hổng mày giờ. Từ tối giờ đi trang cấp đồ với mày và tôi hồi hộp của mày. Má đâu? Đâu? Má đâu? 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 Má đâu? Má đâu? 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 Má đâu? Má đâu? Ôi chị ơi, giờ sao chị? Chị đếm 1, 2, 3, chạy đi chứ. Yeah. Một quá, hai ba. Chị ơi chị chưa đến 2, 3 mà. Chạy lẹ. 2, 3. Má chị lẹ luôn chị ơi. Chị mà lém. Cái đầu kia chị không quăng sao chị quăng đầu này? Đầu nào? Cái đầu này nè. Lẹ luôn chị ơi. Má à, chị ơi. Em làm mất đôi dép của má, em mới mua cho em rồi. Ờ mẹ nghe nó nói sợ ma chạy mất dép á. Mày nghĩ bây giờ bỏ đôi dép đi. Cái lỗ chó hồi nãy đâu mà chỉ tao đi. Cái lỗ chó hả? Bây giờ tên em là tên gì em còn không nhớ nữa, làm sao em nhớ lỗ chó? Bây giờ tao leo lên trước nha, không có đỡ mày leo lên nha. Lẹ lên chị. Nhanh lên chị ơi, lẹ lên chị ơi, ma nó tới rồi chị ơi, lẹ lên. Chị bà lém, nhìn xuống đây đi. Chị em nhớ được cái lỗ chó nằm đâu rồi, em chỉ chui qua cho lẹ. Chẳng biết mày đâu, mày nghĩ sao đi, mày nghĩ là được lỗ chó lúc mà tao chưa leo lên đây, còn bây giờ tao leo lên đây cho mày nghĩ cái lỗ chó nằm ở nhà. Ta là ba đây. Trời ơi, sao tôi xuống lẹ vậy, giờ tôi xuống cái Diêm Vương hả trời? Ở đây không phải âm phủ mày. Trời ơi, tao nói chừng sao âm vậy, giờ quỷ sứ dưới đây cũng giống người thường nữa. Vậy đi mày ơi, ba lém. Vậy. Không phải âm phủ hả? Không phải. Trời ơi, mày khùng má, tao đó nói đây không phải là âm phủ. Chẳng lẽ giờ tôi được lên tới thiên đàng rồi ta? Trời ơi, mày đang trộm xài mày còn đòi lên thiên đàng nữa. Ủa sao hai bay quen vậy? Trời ơi, mày không nhìn đó tao hả? Út đẹp nè. Tao cu đen nữa. Ủa út đẹp cu đen.
quen quen vui vui không vui không gì vậy? Tao hù má mày đó, tụi tao hù nhát mà. Ê, mày để đừng chơi kỳ nha, tao hù mày để mày đừng ăn trộm xoài nhà tao nữa. Tụi mày làm tao hết hồn luôn, tao xém tao đi luôn à. Muốn đi lắm hả? Đi, đi đâu hả? Đi về gặp ông Việt ba tao mày. Chủ vườn xoài. Đi mày. Đi. Ôi, tao có đi, tao có đi chủ vườn xoài mà không, tao có thích đi. Sáng tự nhiên giờ mày môi lên vậy? Hôm qua người ta chôn buổi sáng, bây giờ mình môi lên mới không có gì vậy, mày hiểu không? Mà tao theo dõi kỹ rồi, gia đình người ta về hết rồi mình mới lại tới đây mình đau. Mày biết không, mà con nhỏ này chết á, tao có rình coi nhà nó bỏ theo nhiều vàng vòng của cải của nó lắm, hiểu không? Bây giờ mình chỉ cần đẩy lên là giàu to. Có vàng hả? Ừ. Bây giờ tao đọc nè. Trời ơi, cái gì nó vậy? Nó bị bệnh gì chết vậy? Ba, qua đây, muốn tập rồi mày chạy qua bên kia. Con cá chạy. Bỏ cá cho chú ơi, đụng cá, đụng cái cá đi. Cá đi, cá đi. Đứng im, đứng im. Bên đây. Buông ra, buông đây. Buông ra đi, đi rồi. Mày, ra mấy mày. Mày, mày ơi. Ai rồi cho mang mấy bài vậy ạ? Chú cô rồi. Rồi. Cái đàn nha. Ta lấy cái nắp để lên lại xong để chuyển em bỏ cái nắp ra. Rồi mấy anh chạy. Cắt. Té xong mẹ đó. Mấy anh chạy. Nguyễn. Cái gì mà lâu quá vậy? Sao tao nghe im lặng quá vậy? Cái gì vậy? Má! Chạy đâu dữ vậy? Sao mày té sao? Má! Cá! Nằm im. Mẹ mày đâu đặt ta? Mẹ nè, mấy đang chạy. Mẹ. Trời ơi, trời. Cái này thiệt luôn thiệt. Im lặng, ở phía sau có cái bóng nha. Nằm im thử. Cái bóng thiệt đó thiệt. Cái bóng thiệt đó thiệt. Bóng anh
máy đang chạy diễn. Máy đang chạy diễn. Đợi tôi chạy tiếp cho anh. Máy đang chạy diễn. Nhắm mắt lại làm nữa. Làm nữa. Không, không chớp, không chớp. Chưa nhắm lại. Đợi em tí cho em mở mắt. Ok. Rồi, nhắm mắt lại. Cảnh sát ơi, Phương. Rồi, nhắm mắt lại. Yeah. Ok. Không. À, là không thấy rẻ đâu. Ra qua đây nè. Đấy là thầy. Yeah. Diễn em. Lại lần nữa em. Từ từ. Này. Máy chạy. Máy đang chạy. Diễn. Từ từ thôi, chậm thôi. Diễn. Từ từ chậm thôi. Đúng rồi, chậm nữa. Ok. Ra nữa đi em, ra nữa đi. Ra nữa, ra nữa, ra nữa. Thấy chiếc nhẫn luôn. Thấy chiếc nhẫn luôn. Ok. Ra xíu nữa. Được chưa lại. Ok, xong. Máy đang chạy. Diễn. Vậy sao anh ơi? Cá. Bạn ơi. Dí vô luôn á. Ok. Rồi né đi. Máy đang chạy. Lắc lắc nè. Ok. Thôi, hai máy lạnh rồi, vậy sao tôi chỉ lấy chậm cái đây cưng, đừng thôi. Máy chạy. Con ra nè. Vượt. Thôi không được. Tại sao ra lui luôn, lui luôn. Anh đẩy cái chân này. Rồi, máy đang chạy. Em bật ra. Máy đang chạy. Vượt. Ông của mày nha. Đứng lên. Máy nó chạy. Bạn lấy cái khối này ra, thấy cái khối này rồi. Máy chạy. Máy đã chạy. Yeah. Xấu dữ vậy.
Cái gì nó cũng cho nó chọn, không có chuyện gì đó. Ê, N, N là nữ hoặc là nam. Ủa sao nó không chạy mà đứng nó rung hoài? Chẳng lẽ giờ nó bê đê? Số mấy? Bao nhiêu tuổi? Chín. Không phải đâu, không phải 9 tuổi đâu. Số nào nữa? Số 9. 91, trời ơi, quỷ già chết. Già quá. Mày mới là con quỷ già mày. Ủa sao chạy dữ vậy trời? Sao chạy dữ hả? Số nào? Bà nội này làm như bà chết rồi tại. Nãy thân thiện ông không dữ lắm mà. Ok, rồi. Mấy anh trai Nguyễn. Ôi, Ma muốn qua vàng không? Vàng. Đi đây. Dạ con không đi được chú ơi. Cắt ơi, em nói giọng này. Con đi được chú ơi. Ê. Chú ơi con lại chú con đi đâu. Đèo lên. Ba đứa trên đây đau chân. Làm lại đi anh Trung ơi. Máy đang chạy. Cái đầu tiên thấy mẹ nó xe. Không mà nó ẩn miệng như nè. Trời ơi, thấy cái sợ quá. Trời ơi, ba tôi bao con còn. Ba. Chắc, nó không nghe chiếc xe nó, cho nó không nghe điểm người ta. Anh ơi. Ok, rồi, em đi ra đi, cho biết nằm ngủ đi. Rồi, khỏe lên rồi, máy chạy. Cái tay bọc. Cái này, cái này chạy qua đi. Máy đang chạy. Yeah. Chắc, trời, đi xíu hay đeo lên luôn. Rồi, khói đứng chỗ đi nha. Cái này sợ cảnh cuối khi nhìn thấy ma lúc thằng Hoài Tâm bỏ đi. Ông anh nói để trở về. Về thằng thì giận nó nhớ mà. Rồi, chuẩn bị. Ở sau lửa cháy, khói đừng lửa cháy nha. Khói đừng lấy nữa. Đừng để lửa cháy. Rồi, máy chạy. Máy đang chạy. Yeah. Cắt Hương ơi, em quên diễn hai chiều luôn. Quay qua. Diễn luôn tâm, diễn. Diễn gì chị? Nhìn lại lần nữa không chị ơi? Mà mày thấy cái gì vậy? Rồi xong em thấy rồi, xong em quay lại. Em nói quay qua trước mắt cái chân. Mình đưa xong có hoài. Mấy em chạy. Biết rồi. Cái nào em biết chứ anh cũng kéo qua cho em lần nha. Anh Trung nói sao em quay vô chổng nhìn sao. Em thấy rồi xong em quay qua. Em mới nhiễm cái sợ người này. Để cho thằng máy nó thấy mặt em. Rồi Đức ơi, mày đừng có chạy vô đó. Bóng đèn đó Đức ơi. Rồi ok, mới chạy. Sao lúc em đứng lên em lùi lại chứ phải không? Không. Lúc đứng lên á là mày đứng lên đây nè. Đứng lên đâu mày hả? Chị ở lại may mắn nha. Má đang ở sau chị kìa. Rồi lại cho lần nữa, cái Hương đứng che mắt trước nha. Chúc chị ở lại nhiều điều may mắn. Mà đằng sau chị kìa. Ok, cắt. Rồi.
Đâu quay làm em. Máy đang chạy đó nha. Chắc đi. Đường em sung sướng. Bỗng nhiên giờ ra đường nằm. Bất kể nơi nào thằng Trung nó mua. Thành đấy ư? Ừ. Rồi hai đứa em vô đứng. Bắt cận nó chưa? Trời ơi, gói đầu trên bàn cỏ nữa hả Thương? Đứng thử á. Sát mặt luôn chưa Hương luôn á. Rồi đi vô đứng luôn, mày đứng thử. Đứng điểm luôn á. Vô đúng điểm luôn. Vô đứng luôn. Rồi. À bây giờ ai, ê cái xuồng lại đây em. À cái xuồng. Tự tao hùng ma mày, mày muốn đi không? Muốn, mày làm tao hết hồn, tao tưởng tao đi thiệt rồi đó. Mày muốn đi không? Đi đâu hả? Đi về gặp ông Việt, ba ta mày. Chủ vườn xoài. Ê, ê, ê. Đừng làm vậy mà, tao không thích về đó đâu. Lại, xin lỗi rồi, lại, nhanh quá. Đi đó hả? Đi đâu hả? Đi về gặp ông Việt, ba tao. Chủ tiệm xoài. Đi. Chủ vườn xoài. Chủ tiệm xoài á.